người nào mà được sinh ra và lớn lên ở trong Đà Lạt á, và hòa được vào cái thiên nhiên Đà Lạt á, thì tôi chắc chắn rằng tâm hồn người ta sẽ được bình an. Và khi tâm hồn người ta bình an á, thì ta biết yêu đời sống này một cách trọn nghĩa hơn. Thường người ta nghĩ tới Đà Lạt là phải ở một cái không gian nó đầy thiên nhiên, ở một cái đồi sâu là có vườn hoa, thì nó mới tạo cho người ta một cái cảm hứng sáng tạo về nghệ thuật. Với trường hợp của tôi thì ở một cái căn nhà trong một cái xóm nhỏ, cái xóm nhỏ đó nó lại nằm coi như nằm ngay trung tâm thành phố nữa. Họ được coi là những gã khùng của cao nguyên Lang Biang. Sinh ra và lớn lên ở đây, một người gần như không rời khỏi Đà Lạt, không rời khỏi căn gác bé nhỏ của mình. Một người thì đi nhiều, trở lại Đà Lạt bởi cái nắng lạnh níu chân mình. Một người yêu Đà Lạt với cỏ cây hoa lá, còn người kia yêu những nếp nhà, yêu những con ngõ nằm chênh vênh trên những sườn đồi. Một người thể hiện bằng nhiếp ảnh, một người lại đưa những yêu thương của mình vào trong âm nhạc và hội họa. Họ là những người bạn, những người nghệ sĩ, bằng những cách thức riêng của mình đã thể hiện những nhịp điệu của núi đồi, của cao nguyên đang từng ngày đổi thay. Đưa ta viễn du trong mộng lành, ta nhìn thấy em trên đỉnh cao sao trời, em bước ta cúi đầu trong vực tối đêm đông hoang vu, chờ rơi nắng hồng vùng đất khô, chờ giọt nước xanh trong giấc mơ, ta gọi tên em, ta ước mong được đến bên em, ta thấy ta trong vùng. Nằm trên cao nguyên Lang Biang với độ cao 1.500 m so với mực nước biển và được các dãy núi cùng rừng cây bao quanh, Đà Lạt thừa hưởng một khí hậu miền núi ôn hòa và dịu mát quanh năm. Cuối thế kỷ 19, khi tìm kiếm một địa điểm để xây dựng trạm nghỉ dưỡng dành cho người Pháp ở Đông Dương, toàn quyền Paul Dome đã quyết định chọn cao nguyên Lang Biang theo đề nghị của bác sĩ Alexandre Yersin, người từng thám hiểm tới đây vào những năm 1893. Trong nửa đầu thế kỷ 20, từ một địa điểm hoang vu, những người Pháp đã quy hoạch và xây dựng nên một thành phố xinh đẹp với những biệt thự, những công sở, khách sạn và trường học, một trung tâm du lịch và giáo dục của Đông Dương khi đó. Mỗi người khi đến với Đà Lạt đều có những ấn tượng riêng của mình, đặc biệt là vào những thời điểm khác nhau trong năm. Nhưng đa phần đều thống nhất Đà Lạt, cao nguyên mộng mơ, xứ sở của tình yêu, nơi những người khách du lịch dễ dàng bị thu hút bởi vẻ đẹp hoang dại của những đỉnh núi mờ sương, của cỏ cây và hoa lá, mọc chen nhau tầng tầng lớp lớp của những dòng suối, thác nước đổ ào ào, tưởng như không dứt suốt ngày đêm. Địa danh Đà Lạt được bắt nguồn từ chữ Đã Lạch, tên gọi của con suối Cam Ly.
theo ngôn ngữ của người Thượng, Đa hay Đắc có nghĩa là nước. Tên gọi Đà Lạt có nghĩa là nước của người Lát hay suối của người Lát, một tên gọi khác của người Cờ Ho. Vùng cao nguyên Lang Biang từ xa xưa là địa bàn cư trú của người dân tộc Cờ Ho. Những người yêu mến Đà Lạt và yêu mến nhiếp ảnh gia Phước MPK, hay còn gọi là Phước Khùng, thường vẫn tìm gặp anh ở quán cà phê Tùng, nằm ngay khu Hòa Bình, trung tâm của thành phố. Quán cà phê này có từ những năm 60 của thế kỷ trước, và vốn là nơi gặp gỡ của rất nhiều văn nghệ sĩ. Trong đó có cuộc gặp gỡ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly. Này nó năm 1946. Ờ đúng rồi. Giờ đây nó vẫn là nơi gặp gỡ của những người yêu nghệ thuật, đặc biệt là nhiếp ảnh. Có lẽ một phần là bởi vì có những nhiếp ảnh gia dị thường như Phước MPK. Phước Khùng, MPK, người mà những người yêu mến đều nói anh như là một thứ gia vị rất đặc biệt của Đà Lạt. Nếu không có anh, dường như Đà Lạt sẽ bớt đi phần hấp dẫn. Anh nổi tiếng với những bức ảnh chụp macro, những loài hoa dại, những loài côn trùng, giọt sương, với những cuộc triển lãm gây bất ngờ đối với nhiều người, như Thế giới trong những giọt sương, hay Mù ngò, tất cả những mất mát hay đẹp đẽ của thiên nhiên Đà Lạt được cảm nhận từ những góc nhìn rất đặc biệt này. Còn hôm tôi đi lang thang thì tôi thấy người ta đẽo những cái mảng cây thông ra để người ta đốt, để người ta lấy cái diện tích để làm nhà đó. Thì tôi nhìn vô thì tôi thấy trong cái giọt mũ ngò đó nó ứa ra như ứa, như con người ứa, ứa lệ, như những giọt máu bị ứa ra từ trái tim của mẹ thiên nhiên. Rồi biết cái nỗi đau đó thì tôi chụp. Tôi chụp ở đây không phải để lên án, nhưng mà tôi chụp đây để kêu như một lời gào thét, kêu gọi mọi người. Chúng ta hãy gìn giữ thiên nhiên. Bởi vì nếu chúng ta không gìn giữ thiên nhiên thì là chúng ta đã làm một hành động tự sát. Theo tôi nghĩ rằng, chỉ muốn dùng nhấn mạnh rằng là chúng ta gìn giữ thôi, chứ không phải là nói một cách to tát là bảo vệ. Vì chính thiên nhiên đang bảo vệ chúng ta, và chúng ta gìn giữ lại những cái điều tốt đẹp của thiên nhiên. Cho nên tôi, đó là một lời kêu gọi, như là một lời kêu cứu, là hãy gìn giữ thiên nhiên như chính. Chúng ta phải gìn giữ cái điều gì mà chúng ta cho rằng đó là cao đẹp nhất. Từ những bức ảnh của anh toát lên vẻ thanh khiết, sự đẹp đẽ, những khoảnh khắc bất ngờ đầy yêu thương và đau đớn cùng với thiên nhiên đang ngày một dần biến mất. Tất cả được chụp với một niềm say mê, một góc nhìn riêng và một quan điểm rất riêng trong nghệ thuật. Con người sinh ra bởi dục, nhục dục mới có được con người, thì là cái dục đó nó kéo chúng ta rất là mạnh. Đứng trước một quang cảnh của thiên nhiên, chúng ta hay thường tham lam, thường ôm hết tất cả vào trong mình, để rồi khi mà chúng ta ôm vào tất cả những cái trong mình đó, thì tác phẩm ta sẽ bị dư ở đây nghĩa là rác. Vậy á, khi mà rác thế và chúng ta không quét sạch rác á, thì sẽ không có tác phẩm đẹp. Vậy chúng ta phải tiết chế lại cái thì chúng ta, để chúng ta cần thiết điều gì thì chúng ta lấy điều đó. Cuộc đời của nhiếp ảnh gia Phước MPK là những chuyến đi.
tìm đến những vùng đất thiên nhiên hoang dại để anh có được sự quan sát cuộc sống từ những cự ly thật gần của nó. Cái biệt danh Phước Khùng có lẽ cũng bắt đầu từ đó. Nhưng chắc chắn anh là một trong số ít những người nghệ sĩ dám điên trong nghệ thuật, với một thái độ làm việc và quan điểm về nghề nghiệp vô cùng tỉnh táo. Để chụp được những bức ảnh không giống ai, anh đã phải rất kiên nhẫn, tính toán từng khoảnh khắc, mà như anh nói, cần phải biết tiết chế thị dục của mình. Tôi làm việc thì nó không giống ai cả. Mà khi tôi làm việc không giống ai, tại vì đó là một cá thể nằm ngoài cái quy định chung của đời sống, cho nên ta gọi tôi là khùng điên. Nhưng thật ra tôi thấy tôi rất tỉnh. Tại vì khi tôi tỉnh như thế thì tôi mới làm được, tôi mới thấy được những điều nhỏ bé, tôi mới thấy được những cái chi tiết mà không ai thấy được. Chính vì khi như thế, khi tôi làm việc á, thì tôi tập trung đến mức độ mà tôi quên hết tất cả những cái điều xung quanh. Và khi tập trung hết, quên hết mọi điều xung quanh á, thì người ta cho rằng là không giống người, cho nên ta gọi tôi là khùng. Nhưng thật ra tôi tập trung hết mức về vấn đề đó, thì cho rằng á, người ta kêu khùng điên mặt trận gì đó thì là tôi vẫn làm. Nhưng mà có nhiều người đó cũng là làm việc chưa tới nơi tới chốn, nhưng mà cứ nghĩ rằng á, mình phải khùng khùng điên điên để mới trở thành nghệ sĩ. Thì tôi nghĩ rằng á, cái quan niệm đó nó bị sai rồi. Nghệ sĩ sinh ra tính khùng điên chứ không phải khùng điên sinh ra tính nghệ sĩ. Tôi nghĩ như thế. Trên căn gác nhỏ, căn gác mà như anh kể, sau một thời gian dài lang thang, sống với những sườn đồi, trên những con phố, khi anh trở lại Đà Lạt, bố mẹ anh đã để lại cho anh. Nơi đây bừa bộn những vật dụng, những bức ảnh, những chiếc máy ảnh cũ, chảy xước vì chụp nhiều, lình kình những đồ chụp ảnh mà anh tự chế. Chính những công cụ này đã giúp anh chụp những bức ảnh không giống ai. Lộn ngược ống kính góc rộng để chụp macro, nhiếp ảnh gia này nghĩ mọi cách để có thể chơi với máy ảnh và để thể hiện một góc nhìn khác về Đà Lạt. Phương tiện thì thật là khó khăn. Kiếm được cái máy cũng khó, kiếm được ống kính cũng khó. Thì hôm đó có một lần tôi thấy những cái cành hoa dại của Đà Lạt nhỏ li tí mà đẹp trong sương, trong những cái buổi sáng sớm. Thế là tôi ngồi tôi nghĩ bây giờ tôi cầm cái ống kính Norman thôi, tiêu cự 50 thì không thể chụp được những cái hoa nhỏ như thế. Thì tôi mới chợt nhớ ra là ngày xưa học năm đệ tứ, học về Quang Phổ đó, về lăng kính á, thì người ta nói rằng ống kính bình thường á là phân kỳ. Vậy tôi lấy cái phân kỳ tôi lật ngược lại thì thành hồi tổ. Thế là tôi đã lật ngược ống kính lại. Tôi đưa xuống cái hoa dạ đầu tiên, nó đẹp lắm, nó nhỏ xíu à, nó bé trên đất này. Chụp thử, tôi thấy nó nát, tôi chụp mấy cái, tôi về tráng phim ra, làm hình. Ôi sao nó đẹp một cách kỳ cục như thế. Thế là từ đó tôi đã làm. Và rồi người có nhiều người bạn nói là ui sao mà khổ quá, thấy tôi lần mò làm việc như thế. Thì người ta có nói rằng là ui bây giờ phải kiếm cái ống kính micro đi để chụp. Thì tôi cũng bày đặt hỏi những người bạn ở ngoại quốc á, hỏi thì ống kính đó là bao nhiêu. Thì người ta mấy bạn nói là ống kính đó là 3.000. Thì ngay lúc đó tôi hỏi 3.000 gì, đó là 3.000 đô. Mà trời ơi, lúc đó tôi không có 3.000 đồng Việt Nam để uống một ly cà phê đen, lúc đó là đúng 3.000 thôi nha. Thế là tôi phải đành chịu, không có tiền để mua thì phải đổ chế độ ra tất cả mọi cái về ống kính. Cũng chính trên căn gác này, anh đã ngồi suốt 4 tháng trời chỉ để chụp hàng trăm bức ảnh ngọn Lang Biang qua khung cửa sổ. Lựa chọn lấy 120 bức hình độc đáo để làm triển lãm mừng kỷ niệm 120 năm thành lập thành phố Đà Lạt. Với anh, những bức ảnh này giống như việc anh trả ơn cha trời, trả ơn đất mẹ Đà Lạt đã nuôi dưỡng,
tâm hồn nghệ sĩ trong anh. Tôi thấy Lâm Dương là cái đỉnh cao của Đà Lạt, mà tôi rất yêu Đà Lạt, cho nên có một hôm tôi về, tôi ngồi tôi nhìn về đỉnh Lâm Dương thì tôi thấy mây trôi qua rất đẹp. Thì tôi ngồi tôi chụp. Chụp thì thay vì chụp một frame thì là ở dưới phố thì kiến trúc nó xấu quá. Tôi phải chụp panorama ba frame để nối lại thành một bức. Thì tôi chụp xong thì tôi thấy nó đẹp, đẹp rất là lùng. Và ngày hôm sau tôi lại thấy cái thiên nhiên cũng là một đỉnh Lam Dương, nhưng mà thiên nhiên, thời tiết nó là thay đổi. Tôi lại chụp tiếp. Và thế là cả trong 6 tháng trời tôi ngồi tôi chụp cái đỉnh Lam Dương này trong 6 tháng trời với một góc máy như thế. Tôi chụp thì tôi thấy cái chuyển tiếp của Lâm Dương nó đẹp một cách lạ lùng. Thời gian và không bao giờ trở lại cả. Lúc thì mây, lúc thì nắng, lúc thì mưa, lúc thì sương, lúc thì thu, lúc thì hạ. Nó không bao giờ chuyển trở lại hết. Thế là tôi cảm thấy rằng đó là một cái bức ảnh đẹp, thì là một góc máy thôi. Nhưng mà thấy được cái chuyển tiếp của thiên nhiên trong đỉnh Lâm Dương. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, nhiếp ảnh gia Phước MPK lại tìm đến ngôi nhà của nhạc sĩ Lê Huy Cầm, một người bạn, nằm trên con dốc nhà làng. Ở đây gọi là dốc nhà làng vì trước vốn là một ngôi làng của người dân tộc Cờ Ho. Những con dốc vốn làm nên điều đặc biệt cho vùng đất này. Căn gác nhỏ mà nhạc sĩ Lê Huy Cầm vẫn đùa vui là nằm trên ngọn cây. Đối với anh là một không gian của hội họa và âm nhạc. Anh sống một mình trên căn gác này, hưởng trọn vẹn cái cô đơn của một người nghệ sĩ mà những người xung quanh không thể coi đó là bình thường. Đây chính là nơi anh sáng tác, đồng thời cũng là dạy cho những đứa trẻ chơi đàn. Những đứa trẻ đã khiến cho anh cảm thấy cuộc sống vui tươi hơn. Lớp học đàn đã được thành lập 6 tháng và liên tục có những lớp học mới. Có những đứa trẻ vốn là hàng xóm của anh. Trong âm nhạc và trong những bức tranh của nhạc sĩ Lê Huy Cầm, người ta có thể cảm nhận được cái nhịp điệu của một thành phố trên cao nguyên. Cảm nhận được những con ngõ với những mái nhà xếp lớp, những ban công có hoa, có nắng và cái hun hút của ngõ nhỏ về đêm. Với anh, cái đặc biệt của Đà Lạt nằm ở chính cái nhịp điệu ấy. Cái nhà mà đồi núi chập trùng, cái nhà cao, nhà thấp, từ nhà mình qua nhà bạn phải leo qua mấy con dốc để tới với nhau. Thì nó tự nhiên nó ăn vào trong mình,
lúc mà mình muốn viết một cái gì á, là mình không có chủ định trước. Tự nhiên cái muốn viết một bài nhạc thì cái giai điệu nó cũng có từng thấp từng cao, nó nhảy vô trong cái tác phẩm của mình. Rồi ngay cả mình còn một cái thú nữa là thích vẽ tranh. Thì vẽ tranh mình nhìn thấy cái gì thì mình vẽ cái đó. Tự nhiên một buổi chiều mà đi ngang mà thấy, tại vì nó ở trong cái xóm nhỏ đó, thì cái nhà ở dưới thấp, buổi chiều mặt trời mà nó lặn xuống cái nhà dưới thấp, thì mặt trời lúc đó là bị khuất rồi, thì cái nhà ở phía xa xa nó vẫn có cái ánh nắng vàng của buổi chiều nó rọi tới. Thì tự nhiên cái cảm xúc nó tới thì mình bắt buộc nó nhập vào trong cái tiềm thức của mình. Cái rồi tới cái lúc vẽ nó lại cũng lọt ra, lúc nào cũng không biết. Đà Lạt có lẽ là thành phố của những quán cà phê, nơi mọi người gặp gỡ nhau, nói chuyện với nhau đầy thân tình. Công đoàn là ở trên năm kỳ khởi nghĩa. Đó đúng rồi, thì thiếu nợ tiền là phải rao bao dưới cái cảnh. Thỉnh thoảng nhiếp ảnh gia Phước MPK và nhạc sĩ Lê Huy Cầm lại gặp những người bạn trẻ yêu mến các anh. Lần này là những sinh viên của trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở đào tạo tại Đà Lạt. Và cứ thế, những câu chuyện tưởng như không dứt về sự thay đổi trong kiến trúc của Đà Lạt, những nuối tiếc với những biệt thự Pháp đang bị xuống cấp, những ngôi biệt thự vốn đã trở thành một điều đặc biệt của Đà Lạt. Những cuộc nói chuyện như thế này khiến các anh thấy còn rất nhiều người yêu mến vùng đất của mình. Nó nằm vậy đó thì là anh thấy cái kiến trúc đó bị thua, là cứ khai triển đô thị mà quên một điều là trồng cây. Tôi nói giải quyết vấn đề nhà ở cho người đô thị mới, thư viện quốc gia rồi nhé. Cái chiến tranh ấy, là trường mình là đi chiến tranh vào miền Nam. Mà đừng có nhìn vô phán chứ. Đà Lạt không phải lúc nào cũng yên tĩnh. Còn có một Đà Lạt rất khác ở những quán cà phê, nơi vỉa hè. Quán cà phê vui, giống như cái tên của nó, là những nơi nhạc sĩ, nhạc công quen biết với nhạc sĩ Lê Huy Cầm hay lui tới, tìm kiếm những câu chuyện vui vẻ, thảnh thơi. Giữa cái ồn ào của thành phố, các anh vẫn chơi nhạc, hồn nhiên như không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Thực sự ra cô đơn thì tới bây giờ thì mình xác định là mình không cô đơn. Cái thời trẻ cô đơn là vì mà thường thời trẻ thì ai cũng có trải qua cái thời gian yêu người nào đó mà không được đáp lại thì đương nhiên là nó phải cô đơn. Mình cũng trải qua cái thời gian đó, yêu người này yêu người kia, rồi tình yêu không được đáp lại, tình yêu đơn phương, cho nên là cứ phải một mình lang thang khắp cái phố phường Đà Lạt, rồi
trong khi lang thang thì biết tí gì đó về nghệ thuật thì mình viết ra coi như là một cái nhật ký, bằng cái nhật ký viết, thay vì người ta viết bằng chữ thì mình viết bằng cái ngôn ngữ của mình. Làng mây lạ lời sợi nắng, ngắm nhìn Đà Lạt từ trên những ban công để thấy những mái nhà cao thấp nhiều màu sắc trên những sườn đồi hay trên đỉnh Lang Biang mờ ảo trong màn sương, ngồi lặng lẽ để ngắm nhìn đường phố hoặc thả bộ dọc theo những con phố, xuôi xuống những con dốc hay bước ngược lên những bậc thang. Mang tin yêu xây lòng cho thế trần, ngọt hương thơm nắng trong lạnh đắng hương chiều ngày. Dường như ở đâu, dường như lúc nào, những nhiếp ảnh gia như Phước MPK và nhạc sĩ Lê Huy Cầm đều có những suy tư, những trở trăn về thành phố cao nguyên này. Người ta có rất nhiều lý do để yêu Đà Lạt, yêu cái khí hậu, yêu thiên nhiên, yêu hàng thông, yêu những ngôi nhà nằm chênh vênh trên ngọn đồi, yêu cái dịu dàng, cái đằm thắm của một thành phố cao nguyên. Và cũng là để yêu những gã khùng hồn nhiên, những người mang đến cho thành phố này nhiều dư âm đặc biệt.